Hiện nay, bà con nông dân huyện Vị Xuyên đang tập trung ra đồng gieo trồng ngô vụ đông xuân 2023, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2023, toàn huyện Vị Xuyên gieo trồng 3.475 ha ngô. Các giống ngô được trồng chủ yếu là CP511 và CP311 NK66. Nhằm tăng sản lượng trên cùng một diện tích, đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ, ngay từ đầu vụ, phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ cày ải, làm đất, khuyến khích bà con sử dụng các loại giống ngô lai ngắn ngày cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương. Bên cạnh sự tuyên truyền hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, bà con đã tự chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho một vụ ngô đạt năng suất cao.